Quý anh chị tuổi Nhâm Tuất kính mến, mình được tử vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Nhâm Tuất sẽ trải qua một tháng có nhiều biến động, hung cát ẩn tàng. Nhưng nếu như quý anh chị nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Nhâm Tuất cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại đôi điều về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất. Người sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Theo chiết tự, đại hải thủy, nước của biển lớn là một nguồn nước mênh mông, vô tận và đầy mạnh mẽ. Nó có tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, văn hóa của con người. Người mệnh này có tính cách dữ dội, nếu là người tốt thì sẽ là người bao dung rộng lớn, nếu là kẻ xấu thì dễ là kẻ tiểu nhân, lấy oán trả ơn. Cổ học Tinh Hoa Phong Thủy ghi chép rằng, mệnh đại hải thủy, ví như nước biển lớn, rộng lớn bao la, sức mạnh vô cùng, nên người mệnh đại hải thủy, khí chất cũng không bình thường, hoặc là quân tử hoặc là tiểu nhân. Nếu là người có mộng lớn, tùy vào tâm thiện ác, không là anh hùng cái thế cũng là gian hùng thời đại. Nước biển lớn cũng trải rộng muôn phương, hấp thu ánh sáng của nhật nguyệt, trăm sông nghìn suối, bước cuối cùng cũng đổ về biển khơi. Người mệnh đại hải thủy, hoặc là bao dung nhân ái, hoặc là tham lam không bao giờ biết đủ. Người mệnh đại hải thủy là những người có tầm nhìn, biết tiến biết lui, ứng phó linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Nếu làm chính trị cũng dễ thành công hơn người. Các yếu tố bệnh tật và những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thường đe dọa cuộc đời tuổi Nhâm Tuất, vì thế ít khi được vui vẻ. Phải từ 45 tuổi trở đi thì những mục tiêu và dự định trong cuộc đời muốn được hoàn thành và thành công. Bạn chỉ có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc từ sau độ tuổi kể trên. Người Nhâm Tuất cầm tinh con chó, tuổi Nhâm Tuất tượng trưng của sự trung thành, thông qua sự rèn luyện, tu chí để phát triển tốt nhất, người Nhâm Tuất cần khắc phục được những yếu điểm của mình. Người Nhâm Tuất tốt bụng, hiền lành, thẳng thắn, bản thân hay lo nghĩ nhiều hơn cho người khác, họ còn ham học hỏi, rất chăm chỉ, có chí tiến thủ cao. Trong giao tiếp, người Nhâm Tuất chính trực và thẳng thắn và không thích sự vòng vo và công bằng khi đứng ra làm người phán xử. Họ hay bị phản ứng mạnh trước sự bất công nào đó trong cuộc sống, bởi chính sự thẳng thắn mà họ có được, cộng thêm tính cách đa nghi, dễ nhận định sai, bởi chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Người tuổi Nhâm Tuất luôn nhiệt huyết trong công việc của mình, cống hiến hết mình, không màng đến lợi ích cá nhân và luôn hy sinh vì tập thể. Người Nhâm Tuất rất kỷ luật và biết quan tâm đến nhân viên của mình nếu trên cương vị là một người quản lý. Nhâm Tuất khó tiến thủ do đức tính quá trung thành của mình trong công việc, tuổi Nhâm Tuất hay có xu hướng ổn định ở một công ty và không muốn rời chỗ làm. Những người sinh năm 1982, về mặt tinh thần, họ sống rất tình cảm, gia đình mình họ luôn quan tâm chăm sóc ân cần, chu đáo. Các giá trị truyền thống và có khả năng kết nối luôn được họ coi trọng, tình cảm mọi người trong gia đình luôn được duy trì một cách tốt nhất. Gia đạo của bạn không được mấy tốt đẹp, do hoàn cảnh gia đình, muốn mọi việc được êm xuôi thì cần phải sáng suốt và khéo léo xử lý. Công danh chỉ tạo được ở mức độ trung bình trong suốt cuộc đời họ, khó khăn lắm mới có thể gây dựng được sự nghiệp, có thêm nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp vững chắc. Đến giai đoạn trung vận, vào tuổi 47 hay 48 trở đi, bạn không dư giả nhiều về vấn đề tiền tài, nhưng vẫn không bị lâm vào tình cảnh thiếu thốn, cuộc sống vẫn có thể đảm bảo được. Tuổi Nhâm Tuất có tình duyên khá là hay đẹp, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào tháng sinh của riêng từng bản mệnh mà biết được mức độ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân thế nào. Trong cuộc đời,
tuổi Nhâm Tuất sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc nếu sinh vào các tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Tuổi Nhâm Tuất sẽ không phải gặp nhiều người thay đổi so với những tháng kể trên, tuy nhiên cũng sẽ phải chịu 2 lần thay đổi trong cuộc đời về tình duyên và hạnh phúc nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nhất định tuổi Nhâm Tuất sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, không có bất cứ gì thay đổi trong vấn đề tình duyên và hạnh phúc nếu sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Tình duyên nữ Nhâm Tuất sẽ gặp nhiều bấp bênh, cuộc đời sẽ phải chịu 3 lần thay đổi trong hôn nhân hạnh phúc nếu sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch. Tuy, tình duyên của nữ Nhâm Tuất có khá hơn đôi chút nếu sinh vào những tháng 2, 5, 8 và 10 âm lịch, nhưng cuộc đời vẫn có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không có sự thay đổi nào trong suốt cuộc đời nếu sinh vào những tháng 1, 3, 6, 7 và 11 âm lịch. Và sau đây là tổng quan vận trình trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi năm 2023, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Nhâm Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ nhiệt tình của bản mệnh. Nhìn chung, bạn tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi. Tháng này cũng thuận lợi cho những ai đang có mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới cho mình. Nếu nơi cũ không công nhận, đánh giá cao năng lực và đóng góp của bạn, thì lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi rồi ở đây nhé. Con giáp này có thể tự quản lý bản thân rất tốt, nhưng họ lại lúng túng khi chịu sự quản lý của người khác. Bản mệnh nên hiểu rằng bản thân mình không hiểu biết tất cả, do đó nên học cách lắng nghe từ người khác nhiều hơn. Tháng này có thể thấy thử thách đối với tuổi Nhâm Tuất là họ phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, thế nhưng họ vẫn tự tin đón nhận mọi thứ diễn ra với mình. Nên có thể nói, không có điều gì có thể làm khó được họ cả. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Tuất cũng là lời nhắc nhở để bạn bớt chủ quan, thờ ơ với việc chăm sóc bản thân bấy lâu nay. Có điều xảy ra khiến bạn nhận ra sức khỏe mới thực sự là món quà quý giá mà bạn đang sở hữu. Ngũ hành tương sinh, hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, giúp bạn nhận ra và trân quý tình cảm của người ấy dành cho mình. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng mới của con giáp tuổi Nhâm Tuất rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần phải tuần mới sang thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy khi các vấn đề đã được giải quyết sớm, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi, thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm, vui vẻ, hẳn bạn sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc, các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay, hoặc giúp bản thân rũ bỏ những định kiến. Thế nhưng điểm yếu của con giáp tuổi Nhâm Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa khi không thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn, nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch cho thấy cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Nhâm Tuất trong tháng này. Vì thế, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa, bạn phải chủ động tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn và kinh doanh, bạn càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Vì thế, hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình, nhất là với những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì đâu. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng, đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng, nên nếu ai đó giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời được như lần này đâu, cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước. Việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn, để phòng những khi khó khăn là vô cùng quan trọng,
Do đó bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Nhâm Tuất. Những cặp đôi từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn đã từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Còn những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương. Nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Về mặt sức khỏe, nhìn chung, chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này đấy, con giáp tuổi Nhâm Tuất nhé. Vì thế, đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình, do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Lúc này là tiết lập hạ, thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây Nam khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó, bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là những ai có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu, nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 6 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuần này có thể là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Nhâm Tuất. Đầu tuần dưới sự phù trợ của thiên ấn và chính quan, bạn có thể thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi thì bạn dễ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây khó dễ, khiến các kế hoạch tiến triển khó khăn. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, tình hình tài chính của bản mệnh có chút ít khởi sắc vào cuối tuần. Song để kiếm được khoản tiền đó, thì bạn sẽ phải đổ mồ hôi rồi nước mắt. Nếu bạn cảm thấy chán nản, bỏ dở giữa chừng, thì công sức dễ đổ sông đổ bể. Đầu tuần, công việc khá vất vả, dịch mã báo hiệu, bản mệnh phải di chuyển khá nhiều do yêu cầu công việc cần thiết, bận rộn và căng thẳng. Nếu không có kế hoạch làm việc rõ ràng, thì người tuổi Nhâm Tuất rất có thể sẽ mắc phải sai lầm, cố gắng giữ vững phong độ vốn có. Cuối tuần là thời điểm tốt để những mục tiêu đã đề ra của con giáp này trở thành hiện thực, chính ấn cát thần luôn tương trợ, hãy tự tin vào năng lực của mình. Trong tuần, vận trình tài lộc khá tốt, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, thực thần đảm bảo cho tài lộc dồi dào, chuyện buôn bán thuận lợi, phát tài phát lộc. Tuy nhiên, đừng quá vui mừng mà bỏ quên cảnh giác, bạn cần phải tỉnh táo trong những quyết định sắp tới, chớ tin người quá đáng, cả nể không dám từ chối, mà cuối cùng bản thân phải chịu thiệt. Đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày, hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm vẫn khá trầm lắng, nếu vợ chồng bạn có khúc mắc gì thì nên lập tức giải quyết, chớ nên cố tình lờ đi, khiến rạn nứt đôi bên ngày một rộng thêm. Còn nếu cả hai cùng tích cực phải chủ động thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Dần, Mão. Tiểu nhân: Tị, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số phát tài: 10, 67, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Nhâm Tuất. Con giáp này trong tuần có bách việt trợ vận đào hoa, có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ và làm quen, biết thêm nhiều người khác phái. Có điều, vận trình tình duyên trong tuần vẫn chưa thực sự khởi sắc, nên tình duyên chỉ chớm nở, chứ chưa thực sự vượng phát, đủ để bản mệnh có chút duyên ngầm, chứ vẫn chịu cảnh cô đơn. Đào hoa từ bách việt cát tinh có thể gây ra những rắc rối không đâu với người đã có gia đình, khi mà có nhiều người khác phái quan tâm đến bản mệnh. Nếu không biết cách vạch rõ các mối quan hệ thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, sự nghi ngờ và hiểu lầm có thể khiến cho bạn mình phải chịu nhiều đau khổ. Tài lộc trong tuần khá ổn, khi được thực thần chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nắm bắt cơ hội kiếm tiền trong tay. Phát huy năng lực cá nhân, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những chỉ tiêu cần thiết.
bản mệnh có thể sẽ có thêm những ý tưởng về mở rộng quy mô kinh doanh, song cần chú ý, không nên háo thắng mà làm những việc không phù hợp với mình. Vận trình công việc trong tuần không mấy tốt lành khi cả thương quan và thiên quan đều đang đeo bám. Kẻ xấu có thể sẽ lợi dụng những sai lầm mà bạn mắc phải trong thời gian vừa qua để tranh đoạt lợi danh với bạn. Tỉnh táo nhận biết những thời điểm quan trọng và xốc lại tinh thần, bản mệnh mới có thể thoát được kiếp nạn này. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn nâu, đỏ. Con số phát tài, 89, 42, 06. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất tuần này cát lành phúc khí tới ầm ầm, xua tan những bóng mây đen tối mang theo xui xẻo trước đó, chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ. Người độc thân thể hiện sức quyến rũ của mình với người khác phái một cách ngoạn mục, có lẽ những người xung quanh cũng phải bất ngờ vì sức hấp dẫn tiềm ẩn phía sau con người bạn. Người đã có đôi thấy tình cảm thêm phần thăng hoa, bản mệnh hạnh phúc với những gì mình đang có, hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Những cuộc du xuân càng khiến cho tình cảm đôi bên thêm thắm thiết, sự thăng cấp trong mối quan hệ là chuyện sớm muộn, rồi cũng sẽ xảy ra. Tài lộc đổ về ào ào như nước, người tuổi Nhâm Tuất có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, người làm kinh doanh phát tài phát lộc, thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có. Đối tác kinh doanh hợp ý, đôi bên cùng hợp tác có lợi, tìm được ý kiến đồng nhất trong quan hệ làm ăn, cùng nhau cố gắng phát triển, mang về lợi nhuận ngày càng tăng cao. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức giúp cho người tuổi Nhâm Tuất tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra, thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng cát tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy tới. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, hợi, tỵ, tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số phát tài, 89, 53, 12. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Nhâm Tuất khá tốt, cát khí lan tràn, bản mệnh nhờ thế mà cũng gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn hơn. Đường tình duyên có quý nhân phù trợ, đào hoa rực rỡ, mệnh chủ được hưởng nhiều hạnh phúc ngọt ngào. Người còn độc thân nên nắm bắt cơ hội này để tìm người ưng ý, trung tâm hiệp sức xây dựng gia đình. Các cặp đôi tình cảm thăng hoa, đây cũng là dịp tốt để bản mệnh tiến tới thăng cấp cho mối quan hệ của mình. Nhân duyên vượng, bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của người thân và bạn bè trong quyết định tình cảm này. Nếu bạn cảm thấy tình cảm đủ chín muồi thì chớ nên ngần ngừ chờ đợi mà để lỡ nhân duyên tốt. Vận trình tài lộc cũng cực kỳ thịnh vượng, trong tuần toàn là cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Người tuổi Nhâm Tuất, dù làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, cũng lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy tay, mua sắm chi tiêu thoải mái. Thời gian hè này, bản mệnh có thể cùng với gia đình, người thân hay bạn bè đi du lịch, nghỉ dưỡng để thư giãn tinh thần. Có điều, trong tháng có bạch hổ hung tinh đe dọa, nếu đi xa, bản mệnh nên thận trọng ít nhiều. Đặc biệt, với những người thường xuyên phải đi lại nhiều, do nhu cầu công việc, càng phải thận trọng hơn. Vận trình sự nghiệp thời gian này cũng có thể xảy ra biến động do thiên quan án ngữ, nên đề phòng kẻ xấu hãm hại. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, dậu, mùi. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 98, 45, 23. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, mỗi một hiện tại đều là nơi xa mà trong lòng chúng ta từng hướng tới. Hãy để trái tim ta trở về lúc ban đầu, đem từng cái hiện tại trở thành một khởi đầu mới. Làm tốt công việc của bây giờ, sống tốt cuộc sống của bây giờ, quý trọng tất cả những gì đã có, không lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào mai sau. Nhìn xem phẩm hạnh của một người, không phải chỉ xem trong nháy mắt, cũng không phải xem những chi tiết nhỏ nhặt, mà là tìm hiểu trong một thời gian dài, thời gian lâu dài, nhân phẩm tốt xấu tự nhiên sẽ hiển lộ rõ. Nhìn xem năng lực của một người không phải là nhìn vào thành công hay thất bại, mà hãy nhìn vào chí khí của người ta, chí khí trường tồn, năng lượng tự nhiên mới có thể bồi dưỡng được. Nhìn xem tình cảm của một người, không phải chỉ nhìn bề mặt, cũng không phải chỉ nghe lời hứa, mà hãy nhìn xem anh ta đã làm được gì cho bạn, đừng nên chỉ vì yêu thích nhất thời mà đưa ra phán đoán. Cần phải thời gian lâu dài mới biết được, rất nhiều lúc, cái hố mà mới đầu chúng ta tưởng chừng không thể bước qua được kia, sau một đoạn thời gian quay đầu nhìn lại thì sẽ nhận thấy thật ra, từ sớm và đã dễ dàng bước qua rồi. Cái thời khắc chúng ta tưởng chừng không thể vượt qua được đó, kỳ thật cố gắng chịu đựng cũng có thể vượt qua một cách tự nhiên. Hết thảy các thứ không thể hạ gục bạn,
đều sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian cũng như vậy, nó không thể hạ gục bạn thì sẽ khiến bạn tỏa sáng hơn. Cầu cạnh người khác chi bằng hãy cầu cạnh chính mình, thật sự có thể hóa giải nỗi buồn, chỉ có tự chính chúng ta. Dù cho thuận lợi cũng vậy, trắc trở cũng vậy, tất cả cảnh ngộ gặp phải trong cuộc sống, chúng ta đều phải thản nhiên tiếp nhận, mãi mãi trở thành người mạnh mẽ trong cuộc sống, chứ đừng làm kẻ trốn chạy. Đời người vốn là không có đường lui, mặc dù có những thời điểm không khỏi sẽ phải đi đường vòng, nhưng nó rốt cuộc là để chúng ta tạo bước tiến về phía trước. Mọi con người và sự vật mà chúng ta trải nghiệm trong suốt dọc đường, vô luận tốt xấu, đều là sự từng trải và tài sản vô giá trong đời người của chúng ta. Mỗi người đều có phúc khí của riêng mình, chỉ vì cước bộ vội vàng mà bỏ quên hạnh phúc gần với ta nhất. Mà tiếc nuối lớn nhất của con người là khi đã quá xa rồi, mới chợt nhận ra là nên phải trân quý hết thảy những thứ đó. Đến lúc này mới phát hiện, tất cả đã không còn là dáng vẻ lúc ban đầu. Mỗi một hiện tại đều là nơi xa mà trong lòng chúng ta từng hướng tới, hãy để trái tim ta trở về lúc ban đầu, đem từng cái hiện tại trở thành một khởi đầu mới. Làm tốt công việc của bây giờ, sống tốt cuộc sống của bây giờ, quý trọng tất cả những gì đã có, không lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào mai sau. Tài sản lớn nhất của con người không phải nằm ở những gì bạn có được, mà là ở vào việc có thể khắc chế dục vọng của mình. Nếu như bạn không cảm thấy thỏa mãn với tất cả những gì đã có, như vậy, dù cho bạn có được cả thế giới thì cũng sẽ không biết hạnh phúc là thế nào. Cái gọi là người biết đủ, thường cảm thấy an vui, chính là phải hiểu được, lấy hay bỏ. Chịu từ bỏ, biết dừng lại đúng lúc, biết đủ là một loại cảnh giới bình hòa, không màng danh lợi, thường cảm thấy an vui. Đấy là một loại thái độ nhân sinh lạc quan, vui vẻ. Nâng bản thân mình cao quá, người khác chưa chắc đã ngưỡng mộ bạn. Hạ thấp bản thân mình quá, người khác chưa chắc đã tôn trọng bạn. Không có người nào là hoàn mỹ cả, vậy nên không cần phải cố gắng che đậy những thiếu sót của bản thân. Làm người cần phải có thể ngẩng cao đầu, càng phải có thể cúi đầu, lúc ngửa mặt, lúc cúi xuống, không chỉ là một tư thế, mà càng là một loại thái độ, một loại phẩm chất. Khi gặp phải nghịch cảnh mà có thể ngẩng cao đầu, đó là một loại dũng khí và tín tâm, lúc thuận cảnh mà cúi đầu là một loại sáng suốt và khiêm tốn. Mỗi ngày, hãy mang đến cho mình một hy vọng, không vì ngày mai mà phiền não, không vì ngày hôm qua mà thở dài, chỉ vì ngày hôm nay tốt đẹp hơn thôi. Thử dùng hy vọng, nghênh đón ánh bình minh, dùng tiếng cười đưa đi ánh quang huy của mình, dùng niềm vui tô vẽ cho mỗi một buổi tối. Như vậy, mỗi một ngày chúng ta sẽ sống được càng thêm phong phú, đồng thời cũng sống được phóng khoáng hơn. Chỉ cần chúng ta không quên mỗi ngày cho mình một hy vọng, chúng ta nhất định có thể có được kiếp nhân sinh tràn đầy màu sắc. Trong lòng có ánh mặt trời, trời mưa cũng là một loại lãng mạn, dạt dào ý thơ, trong lòng mưa bão, ngày nắng cũng là một loại chịu tội. Đời người vui sướng hay không, chỉ xem tâm tình tốt hay không thì nhìn vào tâm thái thế nào, còn phải xem tu dưỡng của bản thân. Sống ở đời chuyện không như ý chiếm đến 8-9 phần, người vui vẻ không phải là người không có thống khổ, chỉ là họ đều tu luyện được một trái tim cường đại. Vậy nên không còn bị thống khổ chi phối nữa, có được nội tâm mạnh mẽ thì không phải là cuộc sống làm chủ bạn, mà là bạn làm chủ cuộc sống này. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.